chào mọi người, chào các anh chị em vọc sĩ nha hôm nay chúng ta cùng tiếp tục vọc đàn ha. bữa nay mình uh, chia sẻ về cái cách để mà mình uh, dịch tông ha. Đó, thì uh, anh chị em thấy ở bên cái dưới cái chữ transports ha, transports này nè đó thì ở đây nó có hai cái nút ha, cái nút bên trái nó có dấu trừ tức là mình uh, trừ xuống ha, mình trừ xuống và cái nút bên phải thì nó có dấu cộng tức là mình cộng lên ha, tăng tăng lên và giảm xuống. rồi thì ở đây cái nút mình uh, nó cho mình giảm xuống cũng 12 lần ha đó, mình nếu mình bấm mình sẽ thấy dấu trừ và số 1 là số 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ha đó thì trừ 12 uh, maximum ha hết cỡ và cộng 12 là hết cỡ ok đó, cộng 12 cộng thì không có dấu trừ là biết là dấu cộng ha đó cộng 12 là hết cỡ thì ở đây anh chị em cũng uh, mới uh, tập đàn đồ này kia này kia chơi về theo cái theo về chơi về cái lối mà dịch tông á ha cái này gọi là một cái trường phái ha trường phái kêu là ma đầu giáo chủ đó <laughs> nó gọi là ma đầu giáo chủ tức là chơi mão chơi theo cái cái cách mà nhanh gọn lẹ ha à, nhanh gọn lẹ thì uh, nên lưu ý khi mà mình có cộng trừ gì rồi đó thì mình sẽ bấm hai cái ngón này xuống một lúc giữ lại ha giữ lại và nó sẽ nổi lên số không kia tức là nó trả lại về à, bình thường ha nó lại trả về bình thường không có tăng cộng gì hết không có dịch gì hết ha. Đó. Thì cái đây là cái trường hợp đây là nhà sản xuất à, cộng với lại hợp tác với lại những à, giáo sư hoặc là những à, kỹ sư về âm thanh đó ha, họ ngồi lại với nhau để mà họ à, tìm ra cái giải pháp hay. À, thì họ làm cái à, cái hai cái nút transport tức là cộng 12 hoặc là trừ 12. Đó để cho những cái người mà đánh đàn à, keyboard này là áp dụng vô cho nó dễ ha. Nó dễ. thì thay vì ngày xưa theo cái đàn à, thuần tí như kiểu piano đó thì nó không có tăng giảm ha không tăng giảm tự mình đánh tự mình đánh những cái mình đệm những cái vòng hòa thanh nó thuần túy theo như cái kiểu cứ mỗi cái hợp âm như gì là nó có mỗi cái gam gì đó là nó có mỗi cái những cái cái nốt thăng dáng ha những cái dấu hóa những cái nốt thăng dáng thì khi mà mình đánh ở bên tay, tay trái này là đệm cái gam nó đã là khó rồi cộng thêm bên tay phải nữa ha chạy câu nữa tức là hai cái tay hoàn toàn độc lập không có chung với nhau, nó rất là khó ha. mà nhiều khi người ta phải học tới bạc đầu. Học nhạc tới bạc đầu ha, tới ruộng râu đó. Rụng râu hai hai ba bốn chục năm gì đó nhưng mà nhiều khi người ta cũng chưa có đánh nhuần nhuyễn, chưa có thuộc thuộc lòng hết những cái vòng hòa thanh đó đâu. Cho nên là cái này cái nhà sản xuất họ đã chế ra như vậy để cho mình xài ha. Thì thay vì cái đàn keyboard đó hoặc là gọi là đàn organ đó thì nó có hai cái nút đó để cho mình chỉnh ha, tăng giảm tông và ngược lại thì giống như là cây đàn guitar hoặc là điện hoặc là guitar thùng đó thì họ chế ra cái cây kẹp ha cái kẹp để mình kẹp mình ngăn á từ ngăn đó đó mình kẹp lại gọi là cái cabo đó ha cabo đó thì kẹp cái cabo đó để mình dịch tông để đánh cho nó dễ ha thì cũng giống như vậy thôi cũng giống như cái đàn này thôi đó là trường hợp dành cho những người không có rành hết ở trên cái cần đàn hoặc là cái uh, gọi là cái cảm âm mình chưa có đó ha chưa có rồi cái tay mình cũng chưa có nhuyễn nữa chưa thuộc hết đó cho nên lý do gì mà người ta dùng cái kẹp capo đó để đánh cho nó dễ. Và trong cái đàn uh, keyboard organ uh, điện này nè ha. Đó, thì nó có hai cái nút đó cũng để làm cho mình đánh cho nó dễ. Ok. Rồi thì uh, ở đây thì anh chị em sẽ thấy ha, à, lý do họ làm như vậy đó là họ dựa vô ha, những cái uh, anh chị em mà nghe ai nói là đánh chỉ có hai hợp âm đó, à, la thứ và đô trưởng đó thì sẽ biết ha, sẽ biết. Thì ý mình sẽ nói trong này nó tức là nó dệt tông tất cả những cái vòng hòa thanh nào nha đó, hòa thanh vòng hòa thanh nào có thăng dáng mà thứ về bên cái cái âm thứ đó thì người ta sẽ chơi có một cái giam la thứ ha đó chỉ đánh có một cái vòng hòa thanh của la thứ hợp âm la thứ ha đó và những cái hợp âm nào thuộc về cái âm hưởng trưởng có thăng có dáng người ta cũng đều đánh một cái vòng hòa thanh đó là đô trưởng ha đó đô trưởng thì lý do tại sao à lý do tại như vậy cho nên nó người ta dùng dịch tông là để cho khi mà mình đánh vòng hòa thanh của la thứ hoặc vòng hòa thanh của la trưởng đó thì nó không có bị ảnh hưởng bởi những cái nốt thăng gián ha đó, không có bởi những nốt thanh gián mà mình cũng không cần phải nhớ thăng nhớ gián hết tất cả những cái hợp âm tất cả những bài hát đều chuyển theo cái hai vòng hòa thanh thứ và trưởng ha la thứ và đô trưởng này là đánh cho hết tất cả các bài hát ha đó Lý do gì ha nhưng mà cái phần đi sâu vô như mình đã nghiên cứu rồi đó thì mình đánh tất cả bài thứ trưởng thăng giáng gì mình cũng đều đánh trong cái vòng hòa âm vòng hòa thành la thứ thôi ha nó nó cũng giống nhau la thứ hoặc là đồ trưởng bất cứ cái gì cũng giống như nhau hết chỉ có xài cái vòng hòa thành của la thứ thôi ok đó thì uh... À, cái này không có chê ha cái này thì người ta tranh cãi rất là nhiều hoặc là những cái người người ta chê tức là những người mà người ta học tới bạc đầu luôn ha đi tới trường người ta ngồi trên ghế nhà trường mòn đít luôn mòn đít mòn ghế mòn quần luôn ha tới uh, mình cho là ba chục năm bốn năm đi à, chưa chắc người ta đã thuộc người ta đánh bằng những cái người mới có chơi theo cái kiểu này 3 tháng hoặc 3 năm ha bảo đảm luôn thì những người thường mà người ta chơi hay anh chị em thấy bên tay trái tay phải họ làm liên tục ha. họ đánh solo list ra từng câu đánh tất cả các điệu trên cây đàn kiểu như vậy ha, thì là người ta hầu như những người đó là đã chơi theo cái lối này đó, còn những người mà mà chơi, đàn mà đàn về cái lĩnh vực piano nhiều đó họ múa hai tay hai tay họ múa nhanh hơn là là 10 ngón của con gà nó bư ha đó nó bư đó thì cũng khi mà họ đánh lên cái đàn này họ cũng đánh không được bởi những cái phần đó nếu mà họ đánh một cái điều bolero hay tango ha cha 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 và sudop rồi đó bảo đảm họ đánh không có được như cái kiểu như vậy ha nó không hay bằng mà không được luôn ha ok thì cái cách mà như vậy thì bắt đầu mình tính nè ha thì ở đây anh chị em sẽ thấy mình tính từ cái cần đàn này đi lên đây ha thì nó ngay cái nốt đầu tiên của cần đàn nó là đô ha do re mi fa son la ok thì mình bấm hợp âm la thứ ngay đây ha. la thứ ngay đây thì mình sẽ đệm mình sẽ đệm những cái vòng hợp âm mình chế lại ha mình chỉ xè tay ra xè tay qua lại thôi trong vòng à, khoảng chừng à, chín cái hộp chín cái gam thôi ha bảy tám hoặc là chín cái gam chỗ này thôi là mình chơi hầu như tất cả các bài hát cứ xè qua xè lại gì thôi để cho mình đánh để mình cái phần này mình không còn phải lo nữa mà mình lo phần tay chảy tay phải mình lót câu mình đệm câu ha Đổi âm sắc liên tục để mình đánh thì có nhiều cái bạn mà đánh uh, sợ rút cái tay ra sợ đang đệm, đệm đệm rút cái tay ra cái khi mình bấm lại nó trật nó trật cái phím á cho nên hay dùng cái kiểu mà kỹ thuật đưa lên trên này cái là bấm ha xoay qua xây qua xây lại bấm thấy như vậy chứ mình có nghiên cứu rồi bấm như vậy nó càng lâu hơn nữa ha càng lâu hơn nữa nếu mà tập bộ gam ở đây thì nó có tất cả ha mình chỉ có xoay qua xoay lại đó là ra cái những cái gam mà mình còn đánh trong cái vòng hoàn hò, hò, hòa thành của la thứ cái đồ chuyển thôi ha ok thì ở đây mình nếu mà muốn xác định như vậy đó thì cái gam mình đánh có đúng hay không hoặc là mình tìm kiếm rồi đó thì anh chị em bấm nút ở con này ha co giống như để chuẩn bị mình đệm á đó. đó ha cái phần bên tiếng là con thì nó sẽ nổi lên ở đây nó sẽ nổi cho mình biết là mình đang đánh cái gam gì ha ok đó. để đó ha ví dụ là nè ha đó đô nè đó đô nè đô nè mình không có đánh đô dưới này ha đánh đô dưới này từ trên này đi xuống đây nó xa quá làm mất thời gian của mình nên mình dành hết thời gian dùng về bên tay phải còn tay trái này là mình chỉ đánh cho nó có lệ thôi chứ mình chuyển gam lúc này nó không còn không còn uh, quan trọng nữa ha Chuyển gam bên này không còn quan trọng nữa. Khi mà mình đánh lót câu nhiều đó. Thì nó sẽ lắp đi cái phần này. Và ông cố nội, cố ngoại của những người đang ngồi dưới sân khấu. Nghe không bao giờ họ biết ở trên này mình đang đánh cái tông gì. Hoặc là đang còn chuyển qua cái gam gì. À, thứ ha, chuyển hay thăng hay dáng không bao giờ họ nghe được ha. Tại vì mình có lót câu dày ở bên kia luôn rồi ha. Nó à, còn cái, chỉ có những cái trường hợp. Mà anh chị em nào yếu á ha. Yếu tại nghề đó. Thì đệm cái gam này nó còn à, còn giống như chậm chạp hay là không có áp dụng những cái kỹ thuật đó, đó thì uh, cộng thêm cái tay phải không có list câu chạy câu liên tục ha nó không có ấy thì nấp hay nấp dùng cái string đệm cái lót 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 chỉ có mấy nốt thôi ha đó, mấy nốt thôi lót string từ 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 rồi đệm ba cái tiếng gì đâu nó huyết sáo huyết đồ nó là lạ, lạ để cho người ta khó nhận ra đó thì cái đó là mấy người đó đánh yếu ha đánh yếu cho nên người ta mới dùng À, cái mấy cái tiếng string với lại cái tiếng uh, hú, hít hít, hít sáo, hết đồ đó Người ta chỉ đánh sơ sơ mấy cái âm sắc đó thôi Chứ người ta không dám đánh trực tiếp vô Ở Đàn tranh, đàn bò, đàn cầu đồ kéo cho rõ ràng Người ta không dám ha đó, Thì rồi người ta mới uh, người ta lo về cái tay phải cả tay trái luôn Bởi vì nó bị ảnh hưởng Những cái nốt thăng dáng ha Trong cái vòng hòa thanh đó Ok còn Còn khi mà mình đã đánh tay phải ngon lành rồi đó thì mình đệm âm sắc liên tục ha, mình đếm chạy lót câu đàng hoàng, câu dài mấy chục nốt ha, đó, trong một khoảnh khắc, thì người ta không bao giờ người ta biết được bên tay trái mình làm gì hết, mà người ta chỉ có theo dõi cái câu mình đánh bên tay phải, người ta cảm giác quá đã ha, chứ người ta không biết mình là đang còn chơi chiêu, <laughs> để khá nó gì. Rồi thì bây giờ bắt đầu từ ngay cái la này ha, đó cái la thì, uh, la thứ nè, mình sẽ dán vô một cái uh, miếng băng keo màu đen ở đây để cho anh chị em dễ, dễ hình dung ha thì bắt đầu la thứ mình tính xuống ha đó mình đang dịch tông là mình tính xuống ha la thì mình tính là la si do ha re mi fa sol trở rồi về la lại ha thì từ la này lên la này một quãng 8 tức là 8 nốt thì mình không cần để ý tới la này nữa tới đây là hết rồi ha tới son là hết rồi ok thì bây giờ nếu mà mình đánh tất cả các hợp âm thứ mà thăng mà giáng đó ha đó thì mình cứ tính mình cộng lên hoặc là trừ xuống thôi thì la ở đây mình muốn đánh si thứ ha si thứ đó, thì từ nốt si nè từ nốt la lên nốt si nè thì mình tính là một hai ha một hai thì bây giờ muốn đánh si thứ thì mình chỉ có việc cộng hai thôi ha đó cộng hai trên cái nút này mình bấm ở bên cái dấu cộng nè đó cộng hai là mình đánh hết ha mình đánh vòng hòa thanh của la thứ ok rồi ví dụ cái đánh cho người ta đô thứ ha đô thứ thì mình cũng tính lên từ la lên nốt đô ha là bao nhiêu cộng bao nhiêu thì một hai ba rồi, đô thứ thì cộng 3 ha. Đó cộng 3 bây giờ mình trở lại về 0 thì mình bấm hai nút, hai nút một lúc, giữ lại tí xíu thì nó thành 0. Đó, bắt đầu mình cộng 3 lên. Ok. Là mình đánh đô thứ. Rồi, kế tiếp nữa đô thì bắt đầu tới đô thăng ha. Đô thăng thì mình chỉ có việc cộng thêm một nữa thôi là 4 ha. Đó, đô 1 2 3 4. Thì ví dụ đô thăng thì là cộng 4 ha. Thì trên kia mình cộng 4 lên mình đánh thôi, mình đánh la thứ ha. Đó, thì thay vì vậy mình không có nói cái phần thân này nữa mình nói cái mấy cái phím trắng trắng ở đây cho nó nhanh ha Đó, thì tới đô rồi bây giờ tới rê Đó, tới rê mình cũng tính y chang vậy ha một hai ba bốn năm rồi rê thứ mình cộng năm ha Đó, đánh rê, rê thứ cộng năm mà rê thứ thì mình đánh la luôn ha đánh trên cái phần à, hòa thành của la thứ luôn rồi cộng năm lên thôi ok Đó, ví dụ mình lỡ mình bấm lên cộng sáu đó, cộng 6 cộng 7 thì mình bấm trừ xuống lại ha. Đó, trừ xuống lại cộng 5. Đó, còn không thì mình trở lại về 0 và mình bấm 1 2 3 4 5. Ok. Rồi, xả nó về 0 lại. Rồi kế tiếp là tới gì tới cái nốt mi ha. Rê rồi tới mi thì bây giờ mình cũng cộng tiếp mi là bao nhiêu ha, cộng bao nhiêu lên lần lên 1 2 3 4 5 6 7 ha. Thì ở đây lên tới mi, mi thứ mà mình cộng 7 thì ở đây nó có trường hợp như thế này thường mà tính thì mình tính từ nút góc tính lên mà nếu mà cộng 6 là hết cỡ rồi ha. Đó cộng 6 là hết cỡ rồi thì nếu mà mình nó cho phép mình cộng tới 12 hoặc là trừ tới 12 lần luôn. Đó, nhưng mà mình cộng tới 7 này đó nha mi thứ nè. Mà mình cộng 7 thì cái tiếng nó sẽ bể ha, có người vùng miền gọi là bị loạn tiếng hoặc là bị lạc tiếng. Hoặc là bị bể tiếng là lý do như vậy ha. Thì mình đang đánh cái tiếng ví dụ cái tiếng đàn tranh đi mà ví dụ mình cộng lên 7 ha, ví dụ mình đang đánh mi thứ nè, mình cộng 7 thì cái tiếng nó sẽ loạn ha ở những cái nốt đó nó nghe nó loạn ha đó, thì thay vì cộng lên như vậy nhiều quá ok nhiều quá thì mình sẽ áp dụng trừ xuống ha thì mình cũng lấy ví dụ mi thứ nè mi thứ thay vì cộng một hai ba bốn năm sáu bảy ha thì mình cộng bảy lên mình đánh những cái tiếng solo trên này nó bị bẻ tiếng ha nó bị bẻ tiếng thì mình trừ xuống mình lấy từ nốt la này mình trừ xuống tới cái nốt mi coi nó được bao nhiêu ha nó có ngắn hơn thấp hơn không 1, 2, 3, 4, 5. Ha. Đó, chỉ có chỉ có trừ 5 thôi thay vì mình cộng 7 ha. Cộng 7 nó bể tiếng thì thay vì như vậy cho nên là mình trừ 5. Ok. Trừ 5 thì nó cũng về cũng là mi thôi. Đó. 1 2 3 4 5 ha, là mi thứ mình trừ 5. Ok, rồi, vẫn đánh la thứ vòng hòa thanh la thứ như thường ha. Rồi, cứ như vậy mình tính lên ha. Mi rồi tới pha, đó, nếu mà pha thì cũng cộng càng lên trên này là càng cộng thêm Mà cộng thêm nhiều lên đó thì nó càng bị bể tiếng ha Cho nên mình trừ xuống Ngay cái chỗ mà mi này là bắt đầu mình trừ xuống rồi nè ha rồi, Tới pha nè Thì tới pha thì mình cộng lên 1 Thì hồi nãy nó là là Mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ha 7 bây giờ lên là tới cộng 8 luôn ha Thì mình không có cộng 8 mà mình lại trừ ngược nó lại ha Trừ ngược lại thì bắt đầu tính tiếp nè 1, 2, 3, 4 ha rồi đang đánh hợp âm nó là pha thứ pha thứ mình trừ bốn ok đó pha thứ trừ bốn rồi mình cứ đánh thôi ha đánh là thứ thôi rồi và kế tiếp y như trang gì à, pha xong rồi tới son ha đó son thì mình giờ mình trừ ngược lại xuống đây ha đó son một hai rồi son thứ đánh hợp âm son thứ trừ hai ha vẫn đánh là thứ ok rồi cái đó là hết một cái phần bên cái dàn thứ ha rồi bây giờ bên đánh bên cái dàn trưởng nè dàn à, trưởng thì mình đánh nó là tất cả những cái hợp âm về trưởng ha đó, tất cả những hợp âm thăng giáng mà về cái âm trưởng thì bắt đầu mình tính nó từ đô ha đó, đô trưởng đô trưởng đó nè hợp âm đô trưởng nè ha đó chị em thấy cái chữ C nằm ở đây không nó nổi lên đây ha đó đô trưởng ok rồi thì đô trưởng cũng y chang vậy luôn mình cũng cộng trừ ở trong này luôn bây giờ người ta muốn đánh rê trưởng ha Đó, người ta muốn đánh rê trưởng thì mình cũng tính như y chang vậy một hai mình cộng hai lên ha Đó. trên này cộng hai lên rồi cộng hai lên mình đánh rê trưởng thay vì mình đánh hợp âm mình đánh cái vòng hòa thanh của rê trưởng thì mình chỉ đánh trong cái vòng hòa thanh của đô trưởng mà thôi ha đô trưởng mà thôi ok Đó. rồi kế tiếp là cái gì kế tiếp là người ta nếu người ta muốn đánh mi trưởng ha mi trưởng thì mình cũng cứ tính lên 1 2 3 4. Rồi, mi trưởng ha. Cộng 4. Ok. Đó, rồi kế tiếp rồi tới pha. Tới pha thì mình tính lên 1 2 3 4 5. Rồi, pha trưởng mình cộng 5 ha. Rồi tới cái gì? Tới son. Son là cộng 5 rồi 6 rồi 7 nữa ha. Rồi tới bắt đầu tới ngay cái chỗ này nè. Chỗ này là nó bắt đầu mình đánh son son trưởng nè ha, từ đô lên chơi son nó rất là bị nhiều nốt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ha. Thì thay vì mình cộng lên 7 á, thì cái tiếng nó sẽ bể ha. Thì mình sẽ tính trừ nó xuống Rồi thì bây giờ mình uh, Mình coi thử coi nha ha. Đô nè ha, mình tính là 1 nè 2 nè, 3 nè 4 nè, 5 nè ha. Rồi thì mình đánh nó là son Đúng là son trưởng, đô cho son trưởng ha Đó, Son trưởng thì nó chỉ có trừ 5 thôi Đúng không? Đó, trừ 5 thôi, 1, 2, 3, 4, 5 thay vì mình cộng 7 nó bẻ tiếng thì mình trừ 5 ha đó trừ 5 rồi mình vẫn đánh đô trưởng rồi kế tiếp à, vẫn đánh đánh ở à, đô trưởng ha rồi kế tiếp rồi tới la đó la la là nếu mình cộng lên nữa thì nó lên nữa thì thay mình tính ngược lại ha la thì 1 2 3 nha 1 2 3 rồi là la trưởng là mình trừ 3 vẫn đánh đô trưởng ha rồi kế tiếp là gì la rồi tới si ha C đó thì cộng lên đây nó càng dài lên nữa ha, nó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 luôn, cộng 11 luôn. Phải không? Đó thay vì cộng 11 đây nó càng bể tiếng hơn nữa thì mình trừ nó xuống ha, thì đô si. Đó, si trưởng chỉ có trừ 1 mà thôi ha. Ok, trừ 1, rồi vẫn đánh đô trưởng như thường. Ok. Thì đó là cái cách để mà mình dịch ra ha, mình dịch tông mình đánh như vậy ha. Rồi tất cả những cái bài nói chung là về trưởng hay thứ chỉ đánh trong cái cái chỗ la thứ này thôi ha. Trong cái vòng hòa thanh của la thứ thôi mình sẽ chia sẻ cái video đó sau ha. và cộng thêm một vài cái cái gam nữa ha, cái gam nữa trong lúc mình đang đánh hợp âm trưởng nhưng mà vẫn đánh trong vòng hòa thanh la thứ thôi ha. Ok, ngay cái chỗ này thôi. Rồi, hẹn gặp anh chị em ở những video sau nha. Bye.